để tìm hiểu tủ gỗ công nghiệp có bao nhiêu kết cấu lắp ráp. Hôm nay mình mời các bạn ghé thăm nhà máy xuất khẩu của An Cường để tìm hiểu ba kết cấu lắp ráp cho tủ gỗ công nghiệp thông dụng nhất nhé. Các sản phẩm tại đây đang lắp ráp theo ba kết cấu và được xuất khẩu đi nhiều nơi trên thế giới như Mỹ, Nhật, Canada và Úc. Hiện ở đây mình giới thiệu cho các bạn ba loại mẫu tủ sử dụng gỗ công nghiệp điển hình được sử dụng ba dạng kết cấu liên kết tủ khác nhau. 1. Kết cấu liên kết bằng chốt và vít. 2. Kết cấu liên kết bằng chốt và cam lóc hay còn gọi là ốc liên kết. Và cuối cùng là kết cấu liên kết bằng chốt và keo. Nhìn hình dáng bên ngoài sản phẩm, các bạn sẽ khó có thể phân biệt được các kết cấu liên kết này. Tùy theo sản phẩm, công năng sử dụng và yêu cầu của khách hàng mà kết cấu tủ sẽ được sử dụng khác nhau. Tủ mình đang giới thiệu ở đây là tủ bếp và tủ vanity xuất khẩu. Đầu tiên là mẫu tủ sử dụng loại liên kết chốt vít. Tùy vào công năng của sản phẩm, yêu cầu của khách hàng và độ dày ván mà chúng ta sẽ sử dụng loại chốt vít có kích thước và tên gọi khác nhau, đầu bằng hay đầu dù. Thường những sản phẩm ráp cố định, An Cường ưu tiên sử dụng loại chốt vít này vì sẽ tạo liên kết chắc chắn và độ bền hơn cho tủ. Ưu điểm của kết cấu này là lắp ráp nhanh, dùng được cho cả tủ ráp chết và tháo rời nhưng sẽ bị hạn chế về mặt thẩm mỹ. Thứ hai là mẫu tủ sử dụng liên kết chốt keo. Ở đây có hai loại keo là keo sữa và keo Adino. Và tùy thuộc vào đặc tính của sản phẩm mà nhà máy sẽ sử dụng một trong hai loại keo này. Và các bạn có thể thấy ở đây, An Cường đang kết hợp với hai phương pháp. Phương pháp cạo tay thủ công dùng cho các chi tiết góc, khó đi keo và phương pháp cạo máy. Sau khi cạo, phải để cho keo khô để gắn kết các ván lại tạo độ cứng cho tủ. Ưu điểm của kết cấu này là thẩm mỹ đẹp, có độ chắc chắn còn vượt trội hơn cả chốt vít. Kết cấu này được các khách hàng ưa chuộng và thường sử dụng cho những dòng sản phẩm cao cấp. Và cuối cùng là mẫu tủ sử dụng loại liên kết chốt cam lóc. Ốc cam lóc được dùng trong các mối ghép liên kết tủ, kệ, chuyên sử dụng cho hàng ván 12 và 18 ly. Với thiết kế nhỏ gọn và tính thẩm mỹ cao, sử dụng ốc cam lóc có thể tháo lắp các sản phẩm mộc một cách dễ dàng hơn. Các chốt liên kết này thường được ưu tiên sử dụng trong các hàng tháo rời. Loại chốt này có rất nhiều thương hiệu bán trên thị trường. Hiện An Cường có hai loại thương hiệu rất nổi tiếng và chất lượng cao là Hetic và Inmundes. Đó cũng chính là toàn bộ nội dung mà mình giới thiệu với các bạn. Hy vọng với những ưu điểm mà mình chia sẻ sẽ giúp cho các bạn tìm được các loại tủ gỗ phù hợp với nhu cầu của mình. Và còn nhiều điều thú vị ở các video tiếp theo. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.